Ok, hello anh em, chiếc thứ tư nha, 4.5 4.018 này giao về Ninh Bình cho khách nha. Dám lên đâu. Con này em giao về Ninh Bình nha anh em, 4.018, chiếc này chiếc thứ tư nha. Máy quá đẹp luôn, 500 mấy giờ, hàng lướt, đời 2019, đầu đít thì còn zin hết. 4.018 Việt Nam nha, máy quá đẹp. Hai ba cặp bánh lắm mà. Cái môi nữa. Con này giao cho khách Ninh Bình nha anh em. 4.018, chiếc này chiếc thứ tư nha. Hàng lướt. Đời 2019, 500 mấy giờ, máy quá đẹp luôn, mùi chưa xài luôn, chỗ trước chỗ sau ra cao lắm. Anh em nào quan tâm, alo em nha. Con này là khỏi suy nghĩ, 4.018. Qua Lư Ninh Bình, máy quá đẹp luôn nha anh em, chỗ sau nè, quá trời đẹp. Nồi đầu đít, nồi số đồ, nói chung là động cơ số nồi là còn nguyên zin hết. Con này chưa đụng gì hết. Máy này em giao về Ninh Bình nha anh em. Anh em nào quan tâm máy cài alo em nha. Con này con thứ tư rồi nha. Mấy con trước thì có quay, anh em có coi coi lại nha. Đời 2019 hàng lướt. Anh em nào quan tâm thì cứ alo em nha. Số điện thoại là 0563 1689 nha. Cửa hàng Vĩnh Long nha anh em. Rồi chào mọi người nha.